Hoa thì nhớ tinh thần thép để xử lý nha, đừng thấy lớn mà kịp, đừng có nghĩ mình hơn mà mình trẻ nha. Chào mọi người nha. Bữa nay đưa mọi người đi xem ở một cái khu khác nữa. Ở đây thì họ cũng trồng rất là nhiều mãng đình hồng. Thì đưa mọi người đi xem cái cây mãng đình hồng ở cái khu này nó như thế nào nha. Đây, cái khu này thì lâu lâu mình mới ghé để mình review cho mọi người xem thôi. Thì mọi người xem này. Trời ơi, này nó đã đúng không? Cái khu này thì mình cảm giác như là cái cây mãng đình hồng nó lớn hơn cái khu bên kia rất là nhiều nha. Khu bên kia mà cái cây mà lớn nhất chắc tầm cỡ này thôi. Cái cây lớn nhất á tầm cỡ này thôi. Còn bên này thì mình thấy cho mọi người xem nè, đó. Từ thời điểm này mà nó dày rồi nè. Nhìn phân chuồng người ta bỏ cái đống ở trong chậu này không? Thấy phân chuồng mà thấy mê luôn. Mình thì không có một cục phân chuồng nào luôn. Không có luôn á, tại vì phân mình bị họ vô trộm, họ xúc trộm hết rồi. Cho nên là không còn phân nữa. Trời ơi coi nè, đi vòng vòng cho anh em xem. Nhìn lớn đúng không? Wow, lớn quá, cái không dám tư phần, nhìn cái lá nó đỏ đỏ. Với lại vừa rồi ở bên mình mưa nữa nha, mưa. Nè mọi người, cái này là biết xong là nó lớn, nó ăn cái rễ, nó ăn ra cái phân chuồng này nhiều quá biết không, cái nó phát lớn đó. Cái rồi người ta họ sợ, người ta không dám tưới phân hóa học. Mọi người thấy cái lá nó đỏ đỏ là vậy đó nha. Ở đây quá trời lớn luôn anh em. Anh em sẽ xem cái video này, anh em sẽ hỏi mình là ui giời ơi sao cái cây của tôi nó thấp quá, sợ cái cây của tôi nó muộn. Thì mình xin nói ngay với anh em rằng là chưa chắc cây của mình nhỏ mà lại muộn, còn chưa chắc cái cây của người ta cao mà nó lại sớm đó. Trồng mãng đình hồng nó phụ thuộc vào cái cách cho ăn phân nha mọi người, phụ thuộc rất nhiều vào cách cho ăn phân. Anh em xem này đó, cây của mình cây lớn nhất bằng cái này thôi nè, cây lớn nhất á bằng cái đó thôi. Thì mình muốn nói lại cho anh em á là trồng mãng đình hồng nó còn phụ thuộc vào cách cho ăn phân nữa, chứ không phải là mình thấy cây của mình nó nhỏ là ô của tôi nó trẻ, còn thấy cái cây nó to như thế này ô của tôi nó sớm. Không phải vậy. Nếu mọi người mà xem các cái video về mãng đình hồng của mình ở những năm trước á, đặc biệt là năm trước á, thì mọi người sẽ xem lại từng cái video đi, và mọi người sẽ biết cái thời gian nào thì nó như thế nào là nó phù hợp nha. Trong các cái video của năm ngoái á, là mọi người cứ xem đi là sẽ biết là cái khoảng thời gian nào thì cái cây mãng đình hồng nó tầm nào là nó vừa Tết đó. Chứ mọi người đừng có xem thời điểm này mà cái cây của họ nó to như thế này, cao như thế này là nó kịp Tết, còn của mình nó thì lại nó trật. Không phải vậy, cao chưa chắc đã hơn mình, mà mình cây nhỏ hơn chưa chắc đã hơn người ta. Cho nên là trồng cái mãng đình hồng nó có lý thú lắm nghe mọi người, rất là lý thú. Thì mình sẽ review nhiều khu vườn để cho mọi người có thể có cái nhìn toàn cảnh về hoa mãng đình hồng năm 2024 nha. Đây là một cái khu khác mà người ta họ trồng mãng đình hồng. Thì có lẽ năm nay mình sẽ tổng hợp tất cả các khu
để cho mọi người có một cái nhìn toàn cảnh nha. Đây nhìn nó đã không? Đây lớn hết rồi nha anh em. Cái khu này là người ta họ trồng sớm lắm. Ở cái khu này anh em thấy này, ó nhìn đã không? Lá nó bị vàng luôn. Màu lớn quá sợ không dám cho ăn phân. Nhìn cái này to ghê không nè, hấp dẫn không? Wow, cây này là lớn nè anh em. Cây này mà cỡ chừng tháng nữa cái là nó vọt lên tới đâu luôn á. Bắt đầu là mình nói thiệt, cái này nè cỡ tháng nữa là bắt đầu nó cái thân nó lên rồi. Cái thằng nó lên sớm quá cũng không có ok lắm nha anh em. Nhìn hấp dẫn không? Trời ơi cây này nó bự nè. Anh em thấy cây này nó đã không? Cây này nếu mình tính lá chắc 10 lá gần 10. Ở đây phải thừa nhận là lớn anh em. Coi nè, cái lá của nó cao hơn cái mặt chậu cỡ 15 phân á, hơn 15 phân rồi đó. Đó. Nói chung là mỗi người trồng mỗi kiểu. Anh em nào mà có cái quan điểm riêng hoặc là cứng tay thì cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh. Như đầu clip mình nói á, chưa chắc họ cao và họ đã kịp, còn chưa chắc mình thấp hơn mà mình đã trễ. Đó, anh em cứ suy nghĩ vậy đi cho nó dễ nha. Rồi anh em mở các cái video về mảng đình hồng hồi năm ngoái á, anh em mở ra xem để có cái nhìn chung chung nha. Đó, anh em thấy ở phía bên khu bên kia kìa, họ cũng có trồng nè, để mình qua đó mình quay cho mọi người xem. Đây anh em, thì cái khu bên này là nó rất là nhỏ nè. À, này thì nó nhỏ bằng của mình thôi mọi người. Đó, cái khu này thì nó nhỏ bằng của mình thôi, có cái lớn hơn cũng là thì đó. Mình quay toàn cảnh để cho anh em xem là mỗi người trồng mỗi kiểu nha, không ai giống ai. Đó, anh em xem chút xí hay không. Đây này nè, đây thì cỡ lấu của mình thôi, nhỏ bằng cái của mình. Mình xem nó. Đó, khu này thì là như vậy. Ở đây à, mọi người, chỗ này thì cũng leo beo lúc chút vậy. Đây nè, đó cũng cái này do mưa hư dữ không. Đây nè, nhìn nói chung là lê bêu lúc chút thì đó. Mình quay cho mọi người xem để có cái nhìn toàn cảnh nha. Thì anh em trồng hoa thì nhớ phải dùng tinh thần thép để mà xử lý nha anh em. Đừng thấy người ta nhiều lớn mà đã nghĩ là người ta họ kịp, mà đừng có nghĩ mình thì thôi. Bây giờ mình kết thúc cái video hơn mà mình đã là trễ nha.